thời đại của những thiết kế cầu kỳ năng trĩu của những dàn karaoke gia đình đã qua lâu rồi. Hiện nay có rất nhiều thiết bị đi theo xu hướng được tích hợp rất nhiều công nghệ tiên tiến giúp cho chúng ta thưởng thức thú vui này theo một cách đơn giản nhất có thể. Không còn rò mò với dàn karaoke phức tạp với dây nhựa chằng chịt, thời đại này là thời đại của thiết bị không dây, nhưng có một số khó khăn khi phải chọn dàn karaoke trong vô vàn những sản phẩm trên thị trường hiện nay. Đến với Vidia, bạn sẽ có một giải pháp vừa ít kết nối, vừa nhẹ nhàng, vừa rẻ và đặc biệt là rất hay. Xin giới thiệu dàn karaoke 1X. Giám đốc kỹ thuật viên cũng như các chuyên gia của công ty Vidia phối ghép cùng xem dàn karaoke 1X có gì nhé. 1. Đầu karaoke Atnos SK8830KTVV. Hỗ trợ cả hai kho nhạc là MIDI và KTV video. Nó ra HDMI cho TV LCD chất lượng 720p sắc nét, hỗ trợ kết nối không dây với TV qua Android Dongle, hát từ đĩa cứng HDD hoặc cổng USB 2.0 tốc độ cao. Đây là một đầu karaoke còn mang hơi hướng của thế hệ cũ, nhưng vẫn được tích hợp những công nghệ hiện nay. 2. Ampli karaoke Digital HDMI HA350. Thiết kế sang trọng hiện đại, có hệ thống chống hú và lập tạp âm cho ra âm thanh sáng và sạch, 7 dây tàng nhạc và micro có chế độ chỉnh echo effect chuyên nghiệp. Có Bluetooth kết nối trực tiếp với smartphone và TV. Thiết bị này còn được gọi là vang liền công suất HA350, là một trong những thiết bị làm mưa làm gió đầu năm 2019 này. 3. Loa karaoke CAVS LS710. Đã công nghệ Mỹ, thiết kế nhỏ gọn, phù hợp cho các phòng hát karaoke có diện tích nhỏ. Độ chính xác âm cao với hệ thống 5 loa và 3 dây âm phân tần thông minh. Bên trong được lót hệ thống bông tiêu âm và hai lỗ thoát hơi. 4. Bộ hai micro không dây Bose QM180.